Báo em rằng Phương đầy nhà có được người yêu nói danh là đấng hào hoa, đời vui biến gì nào, tình say đắm ngọt ngào, hậu bàn đằng con người nào mà không mơ ước. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng, dẫu rằng người yêu của em cũng khá thì chung, đời đâu biết mà ngờ hào hoa số năm trề, bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai phong lưu và duyên dáng, ánh mắt đã tình hiểu cô si mê. Có chồng đào hoa các cô từng phải liệt phòng, bởi vì đào hoa mới khi được tiếng thì chung, người mang tính đeo bông tình bay bướm đi tìm khổ nhiều người khổ cuộc đời là người yêu đào hoa.
Trái tim sao em hừng hờ, ngỏ hồn tái tê,
năm cánh thần thờ, nhẹn lòng mắt răng tơ để một mối bơ vơ khi không em nhốt anh trong đời chờ. Gõ cửa trái tim bạn em được vào, dù tình xót đau chung thân huyệt đào, ngủ vui với chim bao nỗi niềm mắt xanh xao, nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hừng hờ, ngõ hồn tái tê năm cánh thần thờ, nhẹn lòng mắt răng tơ để một mối bơ vơ khi không em nhốt anh trong đời chờ. We'll be right back.
bởi vì anh đã quá yêu người thôi. Anh chẳng thể nào quên những tháng năm ngày xưa, nhớ những ngày bên nhau em hứa không lìa xa, mà giờ đây sao lẻ loi chỉ mình anh.